Thầy xin chào các em, học sinh khối 12 trường Lê Hồng Phong. Chúng ta vừa mới trải qua cái kỳ thi, cái kỳ kiểm tra định kỳ, hay còn gọi là cái kỳ kiểm tra giữa học kỳ 1. Nằm trong, chủ yếu là kiến thức nằm trong cái nội dung của cái chương 1. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học với một cái chương mới, một cái chuyên đề mới. Thì ngày hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ đi sang cái chuyên đề 2, hay còn gọi là chương 2 về sống cư. Thì để mở đầu về cái sống cư thì chúng ta có cái bài đầu tiên, đó là cái bài đại cương về sống cư. Đối với cái bài đại cương về sống cơ thì chúng ta đã nắm chắc cái phần kiến thức của cái chương 1, tức là giao động cơ học. Thì sang cái phần đại cương về sống cơ thì chúng ta dễ dàng học hơn. Chúng ta đã thấy một số cái hiện tượng tự nhiên trong cái đời sống, đặc biệt là cái thành phố biển Vũng Tàu. Chúng ta tiếp xúc với biển, tiếp xúc với những các cái con sóng rất là thực tế. Thì để hiểu rõ hơn về cái chuyên đề này thì thầy và trò chúng ta sẽ đi lược lại một số cái kiến thức cơ bản, đặc biệt là phần lý thuyết. Sau khi phần lý thuyết bắt đầu đến xong thì chúng ta sẽ đi giải tiếp một số các cái bài tập mang tính vận dụng thấp và vận dụng cao. Sau khi chúng ta đi giải quyết một số các cái bài tập xong thì chúng ta sẽ có cái phần bài ở bên nhà để cho các em hoàn thiện lại cái vấn đề mà chúng ta đã học trên lớp. Cái chuyên đề đại cương về sóng cơ thì về nội dung của chuyên đề thì các em sẽ đi vào ba cái chủ đề chính. Cái chủ đề thứ nhất, thầy sẽ tóm tắt cái lý thuyết. Cái phần B thứ hai á, là thầy sẽ áp dụng cái phần lý thuyết để trả lời các cái câu hỏi bài tập vận dụng. Và cái phần C là hướng dẫn các em tự học ở nhà. Thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi tóm tắt cái phần lý thuyết đại cương về sống cơ. Đối với phần lý thuyết về đại cương sống cơ thì thầy sẽ đi 5 phần nhỏ. Cái phần thứ nhất là định nghĩa về sống cơ. Định nghĩa về sống cơ. Phần thứ hai là dựa vào cái đặc trưng định nghĩa của sống cơ thì chúng ta đi phân loại sống cơ. Cái phần thứ ba là chúng ta sẽ đi tìm hiểu các đại lượng đặc trưng cơ bản của sống cơ. Cái phần thứ tư, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương trình của sóng hình sin. Và cái phần cuối cùng, dựa vào phương trình, chúng ta sẽ tìm sự lệch pha của hai điểm trên phương trình sóng. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần định nghĩa về sóng cơ. Đây là hình ảnh một sợi dây tạo ra các cái gợn sóng lan truyền. Và hình ảnh mô phỏng thì các em biết rồi. Thế từ cái hình ảnh mô phỏng này thì chúng ta có thể đưa ra định nghĩa về sóng cơ. Sóng cơ là những dao động cơ mà lan truyền trong một môi trường. Vậy thì đối với sóng cơ của chúng ta, trong sách giáo khoa viết khá kỹ là gì? Chỉ lan truyền
trong cái môi trường vật chất đàn hồi. Mà môi trường vật chất đàn hồi ở đây thì chúng ta có ba môi trường cơ bản, đó là môi trường rắn, môi trường lỏng và môi trường khí. Vậy thì đối với sóng cơ của chúng ta thì nó không chuyển được trong cái môi trường trên không. Môi trường trên không là sóng cơ không chuyển được. Và một số các cái câu hỏi lý thuyết của chúng ta cũng liên quan đến vấn đề là sóng cơ có chuyển được trong môi trường trên không hay không? Thì câu trả lời của chúng ta là không. Vậy thì một điều chú ý ở đây rằng là đối với sóng cơ thì các phần tử vật chất các em để ý là các cái viên bi màu khá là đẹp ở đây, thì các cái phần tử vật chất này nó dao động tại chỗ xung quanh cái vị trí cân bằng và nó không chuyển đi theo dòng, không chuyển đi theo dòng. Em chú ý cái điều đó, dao động tại chỗ xung quanh vị trí cân bằng, lên xuống lên xuống. Thì để phân biệt được sóng thì chúng ta sang phần hai, chúng ta sang phần hai là các loại sóng cơ. Thì chúng ta dựa vào cơ bản là chúng ta dựa vào hai phương, đó là phương dao động và phương chuyển sóng, để các em đưa ra phân biệt hai loại sóng. Chúng ta có hai loại sóng cơ, đó là sóng ngang và sóng dọc. Thì bây giờ thầy trò sẽ đi tìm hiểu sóng ngang. Phương chuyển sóng như hình vẽ và phương dao động là mũi tên màu đỏ. Thì các em thấy là đối với cái hình ảnh mô phỏng này thì phương dao động của các phần tử môi trường nó gì ạ? Vuông góc với cái phương truyền sóng. Phương truyền sóng của chúng ta ở đây là đang truyền từ trái qua phải, thì chúng ta thấy rằng là phương dao động luôn vuông góc với phương chuyển sóng. Từ đây chúng ta đưa ra định nghĩa rất là cơ bản. Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương chuyển sóng. Dao động theo phương vuông góc với phương chuyển sóng. Với cái hình ảnh mô phỏng như này thì các em hiểu kỹ hơn. Vậy thì đối với sóng ngang thì truyền được trong những môi trường nào? Thì đối với sóng ngang của chúng ta chỉ truyền được trong môi trường chất rắn, trên bề mặt chất lỏng thôi. Chú ý, sóng ngang truyền được trong môi trường chất lỏng và bề mặt của môi trường chất lỏng. Các em chú ý để trả lời các cái câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta đi với cái sao thứ hai, đó là sóng dọc. Sóng dọc thì đối với sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động trùng với phương truyền sóng. Vậy thì để biết được trùng với phương truyền sóng hay không thì chúng ta sẽ xem cái mô phỏng. Phương dao động và phương truyền sóng trùng nhau. Đây là hình ảnh minh họa khi mà chúng ta kéo giãn lò xo. Và đây hình ảnh của một cái bít tông lên xuống. Và chúng ta dễ dàng nhận ra được là gì? Đối với sóng dọc thì phương dao động luôn trùng với phương truyền sóng. Cái mũi tên màu đỏ và cái mũi tên màu xanh trùng nhau. Vậy thì đối với sóng dọc
nó truyền được trong các cái môi trường nào. Thì chúng ta chú ý ở đây, sóng dọc truyền được trong ba môi trường, đó là chất rắn, chất lỏng và chất khí. Các em nhớ rằng là đối với sóng cơ của chúng ta không truyền được trong môi trường trên không, kể cả sóng dọc và sóng ngang cũng vậy. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra thế này, ví dụ câu hỏi trắc nghiệm, đề bài yêu cầu là dựa vào yếu tố gì để chúng ta phân biệt được sóng ngang và sóng dọc? Thì chắc chắn câu trả lời của chúng ta là dựa vào hai điều kiện cơ bản: phương dao động và phương chuyển sóng. Sóng ngang thì phương dao động của các phần tử của môi trường thì vuông góc với phương chuyển sóng. Còn đối với sóng dọc thì phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương chuyển sóng. Và tiếp tục đến với cái câu hỏi, đến với cái phần thứ ba là các đặc trưng của sóng cơ. Như vậy chúng ta có các đặc trưng cơ bản là biên độ, năng lượng, chu kỳ tần số, vận tốc và bước sóng. Thì các em biết rằng là biên độ, năng lượng, chu kỳ tần số của sóng chính là biên độ, năng lượng, chu kỳ và tần số dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền cao. Ở trong sách giáo khoa thì viết cũng khá đầy đủ cái phần biên độ sóng, năng lượng sóng, chu kỳ, tần số. Thì ở đây thầy không nói nữa. Hai cái hình ảnh minh họa của chúng ta là giới hạn về mặt biên độ, giới hạn về mặt biên độ. Về bước sóng thì là một khái niệm khá là mới mẻ đối với chúng ta. Bước sóng là gì? Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. Truyền được trong một chu kỳ. Hoặc là gì ạ? Định nghĩa thứ hai, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động cùng pha trên phương chuyển sóng. Ở đây thầy có cái hình ảnh minh họa về các cái điểm A, E, I. Thì đối với điểm A và điểm E là hai gì ạ? Là hai điểm gần nhau nhất. Gần nhau nhất hay còn gọi là hai đỉnh sóng kề nhau, gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng. Thì hai điểm A và E dao động cùng phá với nhau ở khoảng cách của đoạn AE chính là một bước sóng. Chính là một bước sóng. Và chúng ta ở đây chúng ta có thể tổng quát ra là gì ạ? Nếu có ba đỉnh kể ba đỉnh sóng kề nhau thì chúng ta cũng đưa ra được là gì đây ạ? Chúng ta có hai lần bước sóng. Bởi vì ạ, cái hai đỉnh sóng liên tiếp kề nhau thì chính là một bước sóng. Vậy thì ba đỉnh là hai bước sóng, bốn đỉnh là ba bước sóng, đúng không ạ? Năm đỉnh là bốn bước sóng và n đỉnh là chúng ta có gì đây ạ? N trừ một bước sóng. Đấy là chúng ta tổng quát lên về cái mô hình. Còn về công thức thì chúng ta biết rằng là quãng đường thì bằng tốc độ mà nhân với thời gian, và đặc biệt bước sóng là quãng đường đi được trong một chu kỳ thì đương nhiên sẽ bằng tốc độ của sóng mà nhân với gì ạ? Chu kỳ t, mà chu kỳ là nghịch đảo của tần số, cho nên bước sóng sẽ bằng v chia f. Thì tôi thường nói với các bạn công thức dễ nhớ của bước sóng đó là gì ạ? Cứ nhớ tới bước sóng là nhớ tới vũng tàu. Bước sóng bằng vũng tàu VT. Đó cũng là một cái mẹo là nhớ cái công thức cho nó kỹ thôi các em nhé. Cái sao tiếp theo đó là tốc độ truyền sóng. Hình ảnh sợi dây, tức là chúng ta đang sóng đang truyền đi một cái tốc độ V. Vậy tốc độ truyền sóng là gì? Là tốc độ lan truyền dao động trong một môi trường. Thì chúng ta thấy là dao động của cái sợi dây đang lan truyền cùng theo một cái tốc độ V luôn luôn không đổi, luôn luôn không đổi.
Vậy thì cái điều lưu ý ở đây là tốc độ sóng của chúng ta thì phụ thuộc vào cái gì? Thì các bạn chú ý là tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng. Nhiều bạn có cái công thức là lambda bằng V nhân T, thì các bạn bằng V chia S, thì các bạn cứ nghĩ là gì ạ? Công thức của chúng ta sẽ phụ thuộc vào tần số vào chu kỳ, nhưng thật sự không phải. Đối với tốc độ truyền sóng thì phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng, không phụ thuộc vào gì, tốc độ truyền sóng không phụ thuộc vào nguồn phát của cái sóng đó, mà chỉ có tần số chu kỳ thì mới phụ thuộc vào nguồn phát. Còn câu trả lời của chúng ta là gì? Tốc độ phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng. Vậy thì đối với sóng truyền đi với quãng đường là S và thời gian là T, thì chúng ta cũng có thể xác định bằng công thức là V bằng S trên T. V bằng S trên T tức là quãng đường truyền sóng chia cho thời gian mà sóng truyền đi được hết cái quãng đường đó. Vậy thì cái điều lưu ý ở đây là bước sóng thì phụ thuộc vào cái gì? Thì chúng ta thường nghĩ là bước sóng phụ thuộc vào gì ạ? Tần số và chu kỳ, nhưng không phải như thế. Bước sóng của chúng ta bằng V nhân với T, tức là bước sóng tỷ lệ thuận với vận tốc V. Mà vận tốc V phụ thuộc vào gì ạ? Bản chất của môi trường. Thì bước sóng của chúng ta cũng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Các em đi đến cái phần thứ tư là phương trình sóng hình sin. Đối với cái phương trình sóng hình sin ấy, trong sách giáo khoa thì người ta viết ở dạng cơ bản, tức là gì? Giả sử ban đầu có một nguồn phát là O, có phương trình sóng UO bằng A cos omega t, tức là pha ban đầu của nguồn sóng đó coi như là bằng không. Nhưng ở đây thầy viết ở dạng tổng quát, nếu như cái nguồn sóng đó có pha ban đầu là phi và một điểm M nằm trên trục cô x theo chiều dương cách O một đoạn x, thì phương trình sóng tại điểm M được truyền đến là A cos omega t cộng phi trừ đi 2 pi x trên lambda, trừ đi 2 pi x trên lambda. Vậy thì gì? Sóng truyền tại M cách một đoạn x, chúng ta có cái phương trình này. Để viết được các cái bài tập về phương trình thì chúng ta sẽ dựa vào phương trình sóng tại nguồn, và chúng ta dựa vào cái điểm M nằm trên trục O x cách cái nguồn O một đoạn x. Và đây các em chú ý rằng là đối với phương trình sóng hình sin, các đơn vị là đặc biệt đơn vị của A là biên độ sẽ gì ạ? Cùng đơn vị với U, tức là U và A. U là ly độ, A là biên độ. Hai đơn vị này phải cùng nhau. Còn đơn vị của x và đơn vị của lambda tỷ số này thì x và lambda là phải cùng đơn vị, cùng đơn vị với nhau. Nếu chúng ta xét tại một điểm xác định thì ly độ sóng sẽ biến thiên điều hòa với chu kỳ T, điểm bất kỳ, ví dụ như là điểm M. Xét tại một thời điểm xác định thì ly độ sóng biến thiên điều hòa theo cái không gian là x hay tọa độ là x, thì với chu kỳ là T hay bước sóng là lambda. Đấy là về cái phương trình sóng. Thì các em chỉ nhớ là phương trình tại nguồn và phương trình tại điểm M, nhớ là cái lượng. Nếu như chúng ta theo chiều dương của trục x thì chúng ta trừ đi cái lượng 2 pi x trên lambda. Còn nếu đi theo chiều âm của trục x, ví dụ đi ngược lại, thì chúng ta sẽ thay dấu trừ này bằng dấu cộng. Một số cái bài toán nó sẽ có cái như thế. Chúng ta đi sang phần độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng. Thì em biết rằng là nếu như chúng ta có nguồn O là A cos omega t pha ban đầu bằng không, thì tại điểm M cách nó một đoạn là xm trên chiều dương của trục x,
thì chúng ta có phương trình là UM là A cos omega t trừ 2 pi xm sẽ làm đạt, trừ đúng không ạ, 2 pi xm sẽ làm đạt, và cái pha của điểm M tại điểm đó là alpha M. Còn điểm N cách nguồn O một đoạn là xn thì UN sẽ bằng A cos omega t trừ 2 pi xm sẽ làm đạt. Và cái cụm trong ngoặc là pha dao động, pha tại thời điểm của điểm N tức là alpha N. Vậy để so sánh pha với nhau thì chúng ta lấy gì ạ? Hiệu số 3 chữ tờ vào nào. Thì các em lấy là delta phi giữa hai điểm M nào, tức là hiệu số 3 thì bằng alpha M, các em trừ đi alpha N thì bằng 2 pi trên lambda, 2 pi trên lambda omega t với omega t triệt tiêu đi, à, trừ à, của xn chúng ta chuyển lên 2 pi trên lambda, mở ngoặc xn trừ xm, à, trừ có thể trừ được cái này. Và cái này, cái độ lệch pha này thì nó phụ thuộc vào hiệu xn trừ xm. Nếu xn lớn hơn xm tức là alpha m, alpha m nhé, alpha m lớn hơn alpha n, điều đó có nghĩa là gì? Điểm gần nguồn hơn thì sẽ dao động sớm pha hơn, điểm xa nguồn hơn sẽ dao động trễ pha hơn, sẽ dao động trễ pha hơn. Xn mà lớn hơn xm thì alpha m sẽ lớn hơn alpha n. Cái màu đỏ thì các em chú ý để làm các cái bài tập trắc nghiệm. Về góc lệch pha giữa M và N thì từ cái công thức hiệu số 3 chúng ta đưa ra cái góc lệch pha ở delta phi sẽ bằng 2 pi trên lambda trị tuyệt đối xn trừ xm thì sẽ bằng 2 pi d trên lambda với d thì bằng xn trừ xm. Ở đây có ba cái điều cần chú ý à khi xét độ lệch pha giữa hai điểm M và N. Nếu mũi tên thứ nhất M và N cùng pha, cùng pha tức là hiệu số pha của nó là một số chẵn pi, thì chẳng hạn nó bằng 2 k pi, bằng 2 k pi thì các em có thể rút ra là d của chúng ta sẽ là bằng k lambda với k 1 2 3. Trong trường hợp chúng ta xét nếu điểm M và N ngược pha tức là hiệu số pha của chúng sẽ bằng một số lẻ lần pi, M và N sẽ ngược pha nhau. Vậy từ đó các em sẽ rút ra được D khoảng cách hai điểm M N sẽ là 2K cộng 1 lambda trên 2. Còn trường hợp nếu độ lệch pha là bằng 2K cộng 1 pi trên 2 thì từ đó các em sẽ rút ra được D sẽ bằng 2K cộng 1 lambda trên 4. Lúc này hai điểm M và N sẽ vuông pha với nhau. Đây là ba cái điều các em cần lưu ý để giải các cái bài tập trắc nghiệm trong các cái đề thi sắp tới. Để biết được à, chi tiết thì chúng ta sẽ đi vào công thức cần nhớ. Đối với phần công thức cần nhớ thì các em liên hệ lại một số công thức ban đầu: chu kỳ T, tốc độ V, tần số F, bước sóng lambda, liên hệ bởi công thức F bằng 1 phần T, lambda bằng V nhân T hoặc bằng V chia F. Tốc độ V thì bằng quãng đường chia cho thời gian. Nếu như quan sát hình ảnh mà có N ngọn sóng liên tiếp, N ngọn sóng liên tiếp, lúc nãy thầy nói rồi, N ngọn sóng, N đỉnh sóng, hoặc gặp các cái bài toán gì có N chiếc phao nhô lên trong khoảng nào đó thì chúng ta luôn luôn có n trừ một bước sóng, có n trừ một lambda, tức là n ngọn sóng này nó cách một đoạn là bao nhiêu thì cái đoạn đó sẽ bằng n trừ một nhân với bước sóng. Hoặc các em quan sát thấy là từ ngọn thứ n, ngọn sóng thứ n tới ngọn sóng thứ m, mà m lớn hơn n và khoảng cách đó là bằng chiều dài là l, đây là chữ l số 1 nhé, thì bước sóng của chúng ta sẽ được xác định bằng công thức là lambda sẽ bằng L trên M trừ đi N, trên M trừ đi N. Thì lát nữa chúng ta sẽ có bài toán về vấn này. Và nếu như có N, có N đỉnh sóng, có N cái phao nhô lên, cái cánh đèo nhô lên ở trong khoảng thời gian là T, thì chúng ta cũng xác định được chu kỳ bằng T nhỏ chia N lớn trừ 1. Với N ở đây các em chú ý là phao
hoặc là gì ạ, cánh bèo hoặc là ngọn sóng, đỉnh sóng, vân vân, chúng ta có thể làm được. Và khi xác định được chu kỳ, khi xác định được bước sóng, thì các cái bài toán còn lại là xác định vận tốc, đúng không ạ? Thì chúng ta làm cách khá là đơn giản. Tiếp theo là về độ lệch pha, lúc nãy thầy đã nói rồi, độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau một đoạn là d, thì delta phi bằng 2 pi d trên lambda. Thì nhiều bài toán là gì ạ, nó ra là x 2 pi x trên lambda, thì chúng ta xài 2 pi x trên lambda, còn không thì chúng ta sẽ gì ạ, xài là 2 pi d trên lambda. Và các cái điều chú ý thì thầy chú ý rồi, cùng ba thì là d bằng k lambda số chắn pi, ngược pha thì 2k cộng 1 pi số lẻ pi thì d bằng 2k cộng 1 lambda trên 2, và vuông pha thì delta phi bằng 2k cộng 1 pi trên 2, d bằng 2k cộng 1 lambda trên 4. Ở đây có điều chú ý thế này này, nếu đề bài nó hỏi là hai điểm cùng pha mà gần nhau nhất, gần nhau nhất thì cái d này bằng mấy, cái d này gần nhau nhất thì khi k bằng 1 thì cái d này bằng lambda luôn các em nhé, d này bằng lambda luôn. Còn nếu ngược pha mà gần nhau nhất thì khi và chỉ khi là cái k này nó bằng không thôi, tức là gần nhau nhất mà ngược pha thì d của chúng ta bằng lambda trên 2 luôn, bằng cái ngoài luôn. Còn nếu hai dao động vuông pha với nhau, hai điểm vuông pha với nhau thì gì ạ, hai cái điểm gần nhau nhất nó sẽ cách nhau một đoạn là bao nhiêu ạ, k bằng không, cái này nó sẽ bằng lambda phần 4, lambda phần 4. Như vậy hai điểm dao động cùng pha gần nhau nhất là lambda, hai điểm ngược pha cùng nhau gần nhau nhất là lambda trên 2, hai điểm vuông pha ở gần nhau nhất là lambda trên 4. Nhớ để làm trắc nghiệm. Còn nếu đề bài gì ạ, nếu đề bài cho phương trình, tìm phương trình sóng hoặc là tìm tốc độ sóng, thì nếu như phương trình tại nguồn O là UO bằng A cos omega T, thì phương trình tại điểm M cách nó một đoạn là x, theo chiều dương thì trừ, theo chiều âm là cộng, thì chúng ta có phương trình mà lúc nãy thầy đã nói rồi. Còn trường hợp là nếu tìm tốc độ sóng mà cho phương trình, thì lát nữa sẽ có cái bài toán thầy sẽ hướng dẫn cho các em chi tiết các cách để làm các cái bài toán này như thế nào. Rồi, vừa rồi thì thầy cho chúng ta vừa điểm lại một số cái lý thuyết cơ bản nhất về đại cương và sóng cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái bài tập rất là cơ bản. Thứ nhất là cái câu 1 đề tuyển sinh đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đó là một sóng hình sin theo trục cos x có công thức liên hệ giữa tốc độ sóng v với sóng lambda chu kỳ t. Vậy thì đây là cái kiến thức cơ bản của bạn. Lambda bằng v nhân t bằng v chia t bằng v bình nhân t bằng lambda bằng v chia t bình, thì có ba đáp án nhiễu thì chúng ta phát hiện được ngay. Các em nắm được cái gì đấy ạ? Công thức cơ bản là bước sóng thì về vũng tàu tức là vt, thì chúng ta chọn ngay được đáp án này, rất là cơ bản, đúng không ạ? Một cái bài toán, một cái câu hỏi vận dụng thấp. Chúng ta đến với cái câu hỏi đề trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đó là một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động các phần tử môi trường như thế nào ạ? A là phương ngang, B là phương thẳng đứng, C có phương trùng có phương truyền sóng, D có phương vuông góc có phương truyền sóng. Thì đây là một câu hỏi mà vận dụng gì đây ạ? Định nghĩa về sóng dọc, sóng ngang. Thì lúc nãy thầy đã nói rồi, ở đây nói về sóng dọc. Thì sóng dọc thì chúng ta biết là phương dao động thì luôn luôn phương dao động và các phần tử môi trường thì luôn luôn trùng với gì? Phương truyền sóng. Do đó các em sẵn sàng là chọn đáp án D rất là cơ bản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi với câu số 3. Thì câu số 3 cũng là cái mà thầy vừa mới nói luôn, đang hỏi về sóng ngang, sóng dọc. Thì sóng ngang có phương dao động trùng với phương truyền, này sóng dọc có phương dao động vuông góc, sóng cơ học truyền được trong chân không, sóng trên là sóng trên mặt nước là sóng ngang. Thì cái này chúng ta lúc đấy là định nghĩa cơ bản rất rồi, sóng ngang truyền được trên bề mặt chất lỏng và trong chất lỏng. Điều đó thì chúng ta gì ạ, sẵn sàng là chọn luôn đáp án D, khá là cơ bản, đúng không em? Đó. Chúng ta đến với câu hỏi số 4, chọn phát biểu đúng. Câu A này,
chết lắm, chết lắm, truyền được cả trong sóng ngang sóng dọc. Câu này phản quy chế thôi, quy chế thôi. Bởi vì chất lỏng chỉ truyền được trên bề mặt chất lỏng thôi. À xin lỗi, sóng ngang chỉ truyền được trên bề mặt chất lỏng thôi. Trong chất lỏng chỉ có chất khí mới truyền được trong sóng dọc. Sóng dọc qua môi trường các bạn. Rồi, sự truyền sóng cũng là vật chất truyền theo. Là vật chất truyền theo. Thì cái câu này là không đúng, bởi vì vật chất chỉ gì ạ? Chỉ gì? Chỉ chuyển dao động tại chỗ, còn không đi theo sóng. Câu D là vận tốc chuyển sóng ngang lớn hơn vận tốc chuyển sóng dọc, thì tốc độ chuyển sóng là không đổi các em nhé. Tốc độ chuyển sóng là không đổi. Vậy thì để cho đáp án phát biểu đúng ở đây ấy, thì thầy chỉnh lại một chút là gì? Bề mặt, cái này là bề mặt chất lỏng. Bề mặt chất lỏng, bề mặt chất lỏng, thì từ đó thì chúng ta sẽ chọn được cái câu A. Câu A, bề mặt chất lỏng thì sóng ngang là sóng dọc sẽ truyền được. Chúng ta đến với cái câu số 5. Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động được gọi là cái gì? Thì cái câu này chính là cái câu định nghĩa của gì đấy các em? Định nghĩa của gì? Nước sóng. Như vậy chúng ta có thể là gì ạ? Trả lời luôn câu hỏi này, đó chính là đáp án gì các em? Đáp án bình. Rất là vận tốc không đúng. Quãng đường mà là vận tốc, quãng đường mà là chu kỳ, quãng đường mà là tần số, thì đấy là đáp án nhiều không chính xác lắm. Nó là bực lòng. Chúng ta đến với cái câu hỏi số 6. Câu hỏi mang tính là vận dụng thấp công thức. Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường có tốc độ là 60 m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta có tần số này, chúng ta gạch chân S, tốc độ là V. Thì từ đây chúng ta sẽ vận dụng cái công thức là khá là đơn giản này, đúng không em? Lambda bằng V nhân với T bằng V chia S. V ở đây là 60, S ở đây là gì ạ? 120. Thì chúng ta sẽ trả lời ngay được là 60 chia 120 bằng 0.5. Vận dụng thấp, vận dụng công thức về bước sóng, đúng không em? Khá là cơ bản. Chúng ta đến với cái câu hỏi số 7. À lúc nãy trong cái lý thuyết thầy cũng đã chỉ cho các em rồi. Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc thì người ta căn cứ vào cái gì? Chắc chắn người ta sẽ căn cứ vào phương dao động. Và gì ạ? Phương chuyển sóng. Bởi vì sóng ngang là các phần tử của môi trường có phương dao động vuông góc với phương chuyển sóng. Còn sóng dọc là gì ạ? Các phần tử của môi trường có phương dao động mà chung với phương chuyển sóng. Do đó chúng ta sẽ dựa vào phương dao động của phương chuyển sóng, chúng ta sẽ chọn câu gì các em? Câu D. Chúng ta đến với cái câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8. Một sóng cơ có phương trình là U bằng 4 cos 20 t trừ bi. Biết là U tính bằng mm, T tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là 60 cm/s, các em gạch chân đi, cái này là V. Bây giờ tìm bước sóng. Thì các em biết rằng là muốn tìm được bước sóng thì chúng ta phải có gì đấy ạ? Có vận tốc rồi, có tốc độ rồi, tốc độ sóng rồi. Thì chúng ta chỉ cần chu kỳ hoặc là tần số thôi. Mà muốn tìm được chu kỳ tần số thì các em biết là ở đây có omega đúng không ạ? Omega bằng 20 pi. Omega bằng 20 pi thì chúng ta sẽ dựa vào cái công thức cơ bản của chương 1. Đó là chu kỳ thì bằng gì ạ? 2 pi phần omega. Omega rồi thì chúng ta sẽ sẵn sàng là tìm cái chu kỳ. Mà chu kỳ có rồi, tốc độ có rồi thì chúng ta sẽ dựa vào công thức của bước sóng là gì? Cũng bảo chúng ta sẽ làm được ngay. Đây. T bằng 2 pi phần omega, chúng ta làm dễ dàng là 0.1. Bước sóng thì bằng vũng tàu thì chúng ta thấy là bằng 0.1 và nhân với tốc độ là 60. Vận tốc tốc độ V là 60 thì chúng ta sẽ tìm được là bằng 6 cm. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Đúng không ạ? Một câu cũng là vận dụng thấp. Rồi, chúng ta đi đến với cái câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ là 16 lần trong 30 giây.
và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là 24 mét. Tốc độ chuyển sóng trên mặt biển là cái bài này để tìm tốc độ chuyển sóng thì ngoài chúng ta tìm quãng đường và cái thời gian thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những công thức về nước sóng và chu kỳ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái công thức ở phần phương pháp, tức là phần công thức cần nhớ. Thì các em ở đây sẽ tìm ngay chu kỳ cho thầy là gì đấy, số lần mà chiếc phao nhấp nhô là 16, là cái này là n, n lớn nhé, n lớn hay n nhỏ cũng được. Thời gian nó nhấp nhô là 30 giây. Thì cái này là t, thì cái này chúng ta sẽ sử dụng để tìm chu kỳ đấy. Chu kỳ thì bằng t lớn thì bằng t nhỏ chia cho n trừ đi 1, mà t nhỏ bằng 30, n bằng 16, thì chúng ta sẵn sàng tìm được chu kỳ, đúng không ạ? Rồi còn tiếp theo là khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng đo bằng 24. Thì 5 đỉnh sóng đây, nếu có 5 đỉnh thì lúc nãy thầy nói là gì ạ? Có 4 bước sóng, có 4 bước sóng. Hay là 5 đỉnh cách nhau một đoạn là 24, thì chúng ta sẽ sẵn sàng là sử dụng công thức là 24 sẽ bằng n trừ 1 mà nhân với bước sóng. Tức là gì ạ? Nếu có n đỉnh thì có n trừ 1 bước sóng, thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm được là t lớn bằng t nhỏ trên n lớn trừ 1 bằng 2 giây. Và n trừ 1 bước sóng, cái khoảng cách đó sẽ bằng 24. Tức là ở đây có 5 đỉnh, 5 đỉnh, tức là n bằng 5, n nhỏ bằng 5. Thế các em sai là n 5 trừ 1 4 lambda bằng 24, thì lambda bằng 6. Có lambda, có t, thì chúng ta tìm vận tốc, tốc độ bằng quãng đường chia thời gian, hay bằng gì ạ? Bước rộng mà chia cho chu kỳ, thì đáp án của chúng ta sẽ là này nó chạm. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì các em nhỉ? Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Đó. Chúng ta liên hệ công thức định nghĩa. Hai cái công thức là t lớn bằng t nhỏ chia n lớn trừ 1. Và với n đỉnh sóng thì chúng ta có n trừ 1 làm đài, và khoảng cách của nó là bằng L, thì ở đây L bằng 24. Chúng ta đi đến câu số 10 là cái câu đề Đại học Quốc gia năm 2019. Một nguồn phát sóng có phương trình 4 cos 4t trừ vi trên 4. Biết hai điểm gần nhất cách nhau là 0,5 mét. Có độ lệch pha là pi trên 3. Ở đây chúng ta chưa biết là gần nhau nhất cùng pha, ngược pha, cùng pha. Do đó chúng ta phải sử dụng công thức mang tính chất định nghĩa, đúng không ạ, của độ lệch pha. Bây giờ người ta bảo là tìm tốc độ sóng, muốn tìm tốc độ sóng ngoài quãng đường chia cho thời gian, thì chúng ta còn cái công thức là gì ạ? Bước sóng mà chia cho chu kỳ. Thế đấy chúng ta sẽ dễ dàng tìm được chu kỳ, bởi vì có tốc độ góc, tần số góc omega, thì chúng ta sẽ tìm được chu kỳ ngay là gì ạ? T lớn sẽ bằng happy trên omega, happy trên omega. Rồi sau đó chúng ta xài gì ạ? Tìm độ lệch pha để chúng ta tìm bước sóng. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi phần chi tiết nhé. Đấy, thầy có là T bằng happy trên omega, thì thầy sẽ sẵn sàng làm được là 0,5 giây. Thầy có là delta phi bằng happy d trên lambda, mà độ lệch pha là bằng pi trên 3, delta phi thay bằng pi trên 3. Happy d ở đây là lệch nhau là 0,5 mét, là thay d bằng 0,5 mét. Thì từ đấy có delta phi rồi đúng không ạ? Có d rồi đúng không ạ? Thì các em suy ra được luôn lambda, bấm shift số, lambda bằng 3 mét. Có lambda bằng 3 và chu kỳ bằng 0,5 thì tốc độ bằng lambda chia cho t, thì sẵn sàng làm ra được bằng 6 mét trên giây. 6 mét trên giây. Và đáp án chính xác là đáp án D thôi. Đúng không các em? Em chú ý nhé. Độ lệch pha là pi trên 3 này, delta phi này. Khoảng cách hai điểm này nhá, là d là 0,5 này, cái chân này. Thì sẵn sàng bấm chip sâu ra lần này. Còn cái chu kỳ này là cái định nghĩa rồi ha. Chúng ta đến với cái câu hỏi số 11. Một sóng cơ truyền dọc theo hố X
có phương trình là 5 cos 6 vi t trừ đi vi x, rồi t đâu bằng giây, x đâu bằng mét, tốc độ chuyển sóng này là. Từ đây các em chú ý cho thầy một điều này này, x đo bằng mét, tức là làm nào đo bằng mét nhé, chứ không phải là x đo bằng centi đâu các em, chỉ có biên độ này và ly độ thì đo bằng centi nhé, còn x đo bằng mét. Như vậy để tìm tốc độ truyền sóng thì chúng ta phải tìm được tần số hoặc chu kỳ, vậy thì ở đây người ta có omega đúng không ạ, dễ dàng tìm được chu kỳ. Sau đó dựa vào độ lệch pha là của sóng tại điểm mà Px, cái sóng tại nguồn, thì chúng ta sẽ tìm được là lambda. Và thầy sẽ hướng dẫn như sau. Thầy bài này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em hai cách. Cách một, chúng ta sẽ tìm chu kỳ và tìm ngược sóng, chúng ta giải quyết bằng lambda trên t. Cái chu kỳ thì các em dễ dàng làm được rồi ha. Rồi, vận dụng công thức độ lệch pha của nguồn và một điểm mà trên trục hữu ích, thì chúng ta có độ lệch pha là bằng 2 Px trên lambda delta phi. Delta phi bằng 2 Px trên lambda với pha độ lệch pha. Thì ở đây thì độ lệch pha này nó bằng chính là cái lượng gì đấy ạ? Px. 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 Thì chúng ta sẽ triệt tiêu được Px cho Px. Px cho Px. À, 2 Px trên lambda bằng Px, chúng ta triệt tiêu Px trên Px, chúng ta suy được lambda. Nó suy ngay ra được lambda. Lúc này chúng ta sẽ có 2 trên lambda bằng 1. 2 trên lambda bằng 1 thì lambda bằng 2 mét. Nhớ là cái lambda này phải là bắt đầu bằng x thì em mét nhé. Nhiều bạn xem ti. Đấy. Thì từ đây chúng ta sẽ sẵn sàng làm được là V bằng lambda chia T. Lambda chia T. Với T bằng 1 phần 3. Lambda vừa tìm được bằng 2. Sẵn sàng ra được là 6 mét trên giây. Và đáp án của chúng ta là C. Và chúng ta còn một cái cách nữa, hay còn gọi là cái mẹo nha các em nhé. Cái mẹo này thầy chỉ đi. Nếu đề bài à, cho phương trình sóng nhé, thì chúng ta sẽ sẵn sàng tìm được tốc độ v bằng công thức là lấy hệ số chữ t, hệ số chữ t chính là 6 pi nhé, 6 pi này chia cho cái hệ số chữ x, hệ số chữ x là pi, chúng ta tạm thời quên cái dấu đi ha, hệ số chữ x là pi, thì chúng ta sẵn sàng là 6 pi chia pi, 6 pi chia pi thì bằng 6 mét trên giây. Thì điều đó có nghĩa là cái bài mẹo cách hai này chúng ta có thể làm cho mọi bài, nó khá là nhanh. Chúng ta sử dụng cái hệ số chữ t chia cho hệ số chữ x là ra được đáp án là đáp án C. Thì hai cái cách này, một cách là chúng ta làm theo phương trình định nghĩa, một cách là chúng ta làm theo mẹo để các em cân nhắc đối với các cái bài toán trắc nghiệm chúng ta làm. Thì vừa rồi thầy vừa mới chỉ cho các em một số cái bài tập củng cố vận dụng, còn nhiều bài nữa chúng ta về chúng ta sẽ làm thêm, nhưng mà 11 câu này để các em vận dụng thấp và vận dụng khá hơn một chút để các em nắm được ít nhất là về mặt lý thuyết. Còn thầy sẽ giao một số cái bài tập về nhà để cho các em tự làm để làm quen. Đối với bài 12 thì nó giống bài 11, còn đối với cái bài 13 thì nó giống bài 10 rồi nha. Để các em về vận dụng những gì mà thầy đã chỉ, chúng ta sẽ làm vào cái vở học online, học YouTube ở nhà chúng ta làm bài tập. Còn riêng câu 14 thì là vận dụng cao hơn một chút, các em về mày mò là đối với những bạn khác thì chúng ta tranh thủ chúng ta làm nhé. Thì buổi học trên cái YouTube của chúng ta đến đây cũng kết thúc. Thì thầy mong rằng với cái thời lượng là hơn 30 phút, các em vận dụng tốt với kết hợp với gì đấy làm bài tập và các em ghi chép một cách đầy đủ, thì thầy mong rằng tiếp cận với cái chương 2 về sóng cơ học an toàn mới mẻ, thì mong rằng các em sẽ học tốt hơn. Chúc các em học tốt hơn nữa. Chào các em.